học nhạc diễn ra. Bạn Hoài Sa, có cái tên của anh Hoài Sa nhạc sĩ chắc cũng liên quan tới nhạc. Riêng Hải Triều, em hãy cho chúng anh biết được cái vốn kiến thức của em bằng một vài câu hỏi trắc nghiệm được không? Anh cứ hỏi. Trên va là gì? Son. Trên son là gì? Là. Trên la là gì? Hét. Trên la là hét. Một câu hỏi khác. Dạ. Trong một bản nhạc, nút đen và nút móc khác nhau như thế nào và có nhiệm vụ gì? Cái nốt đen là không phải là cái nốt trắng, và cái nốt móc là không phải là cái nốt không có móc, và nó có nhiệm vụ là trang trí trên cái khuôn nhạc đó thôi. Thôi thôi. Đó, các bạn đã thấy đội của chúng tôi chưa? Rất là may mắn vì chúng tôi không chơi trò chơi học thuật âm nhạc. Và có thể nói là đội Thanh Duy hôm nay toàn là những thí sinh lạ không à. Hoàng hôn buồn xuống trên mái đâu còn xanh mà tím trắng lành. Dạ, cho em nói. Hai bạn.